Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Hoàng Lam Audio. Hôm nay bên em tiếp tục giới thiệu đến anh em một em lọc xì mang thương hiệu ADC và có model là SS300 anh em nhé. Cách đây thì 3 hôm thì em cũng đã có một em, có hai em SS100 phiên bản thấp hơn của em này một chút về cái cổng kết nối, còn chất âm thì nó như nhau anh em nhé. Em này thì cũng sở hữu kích thước ngang là 43.5, cao 7 phân và sâu cả đầu cần là 24 cm. Máy chạy điện 100-120V. Em này thì xuất xứ là Hồng Kông, có công suất tiêu thụ là 20W anh em nhé. Em này thì có dài từ 31.5 đến 16.000 này. Đáp tuyến dài tần cộng trừ 15 dB. Em này về thì trong tình trạng cũng khá là đẹp, có mất một vết duy nhất đó là cái vết sức mờ đây này, em nhìn thấy không, ở giữa chỗ đầu cần số 1 này đó, còn lại rất là đẹp nhé. Chất âm của ADC thì quá là đỉnh rồi nên em không giới thiệu quá nhiều. Kết nối thì em SS100 thì kết nối được hai cổng đầu vào, đó là một đường sao một đường tép, còn em này thì kết nối được 3 cổng đầu vào, thêm được một tính năng gọi tiếng xôi xì là một là để test các cái đầu cần, test được hết các cái đầu cần. Đấy, rất là hay. Đây này, tính năng tiếp theo đó chính là thêm được một cái lọc tần số và tiếng, có một cái đường mic bằng kết nối bằng lỗ 3.5 nhé. Đường này thì chắc là bây giờ thì cũng ít, rất là ít người dùng. Đấy, cần người chất âm thì như nhau. Giá thì em đang bán với giá là 5 triệu anh em nhé. 5 triệu cho một em lọc xì Mỹ. Em này là ADC xuất xứ tại Mỹ nhé. Sản xuất tại Hồng Kông, công ty thì công ty của Mỹ anh em nhé, nên là không, đừng để ý đến cái made in Hồng Kông hay là China. Tất cả các cái sản phẩm của ADC đều không sản xuất tại Mỹ mà chỉ sản xuất tại các nước thứ hai. Em này thì được sản xuất tại Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Tất cả các cái mã SS100 và 300 đều sản xuất tại Trung Quốc và Hồng Kông anh em nhé. Bắt đầu từ 112X đổ lên thì mới có made in Japan. Công suất tiêu thụ của em này là 20W. Chất âm cực hay, để tắt tắt ngoài. Đây là đang chế độ không cho qua quai anh em nhé. Qua quai này tiếng lên rất, lên rất là ok. Anh chị em nào quan tâm thì liên hệ đặt hàng giúp em. SS300 thì em có một em, SS100 thì hiện đang còn một em nữa. Đấy, thì anh chị em nào quan tâm thì có thể đặt hàng hai cái mã đó. Một em là 4,6 triệu và một em là 5 triệu anh em nhé. Vui lòng đặt hàng theo số điện thoại 0981 956 486 giúp em. Bên em vẫn ship hàng toàn quốc thì có cọc nhé. Anh chị em nào khu vực Hà Nội thì có thể qua trực tiếp shop của em tại 8-26 ngõ Trần Cao Vân, trở về Hà Nội để xem hàng và nghe thử các cái sản phẩm. Anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh màu đỏ giúp em và bấm chuông bên cạnh để được cập nhật các sản phẩm mới nhất. Còn bác nào đã đăng ký kênh thì vui lòng chia sẻ giúp em 1-2 lượt lên đi các trang hội nhóm của các cái diễn đàn audio để nhiều anh em bạn bè của anh chị em biết đến kênh của Hoàng Lam Audio. Em xin cảm ơn rất là nhiều. Một lần nữa em xin cảm ơn các bác đã theo dõi và xem video của Hoàng Lam Audio. Hẹn gặp lại các bác ở các cái video tiếp theo.